Đây có lẽ là một tính năng mà các bạn không thể không biết nếu như các bạn đang sử dụng OBS để live stream Và cái tính năng đó là Scene Transition Để nói nôm na cho các bạn dễ hiểu thì nó là một cái tính năng chuyển cảnh giữa những cái scene trong OBS với nhau Ví dụ hiện tại đây là một cái scene mình dùng để quay clip cho các bạn đúng không? Và mình muốn chuyển cảnh qua phần desktop thì mình chỉ cần click đó thôi đó thấy giờ như các bạn vừa thấy thì cái xin transition thì nó chính là cái hiệu ứng chuyển cảnh đó đó cái hiệu ứng mà cái nút nó bấm xuống ấy nhưng mà cái hiệu ứng chuyển cảnh mặc định của obs thì nó chỉ có vài cái cơ bản thôi còn cái hồi nãy của mình là nó nằm trong gói overlay stream á vậy thì khi mà chúng ta muốn tìm những cái transition ở trên internet thì tìm những cái từ khóa như thế nào thì các bạn lên google ha và search cho mình đó là stinger transition và tìm và tải những cái file có định dạng đó là webm hoặc là mov vậy thì tại sao cái đuôi của nó là chấm mov và webm thì những video có định dạng file như vậy thì nó sẽ là không có bách rau có nghĩa là video không có nền đấy nhớ nha còn nếu như các bạn đã tải những cái overlay mình đã share ở những video trước thì trong những bộ overlay đó đều có những cái thư mục gọi tên là stinger như này nè và chúng ta chỉ cần mở lên và đây là bốn file transition mà chúng ta có ha còn bây giờ thì cài đặt trong obs như thế nào thì các bạn mở obs lên ha ở cái phần Scene transition này thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng và chúng ta chọn stinger và chúng ta đặt tên cho nó ha thì ở đây video file thì chúng ta lựa chọn cái file web em hồi nãy và chúng ta chọn cái chuyển cảnh mà chúng ta muốn ví dụ mình để là số 4 đi và thêm một cái nữa đó là transition point thì cái này nó có nghĩa là cái thời điểm mà nó sẽ chuyển qua scene 2 ví dụ như mặc định của nó là không giây đúng không thì các bạn bấm review này thì nó sẽ chuyển qua scene 2 luôn còn cái transition của mình nó chưa có chạy hết sau khi mình xem và mình biết thì ở cái dây thứ hai thì cái hiệu ứng nó sẽ bao phủ hết cái scene thì lúc này chính là cái thời điểm mà cái scene hai nó sẽ xuất hiện bây giờ mình thêm vào hai giây đúng không các bạn bấm bằng review này đó. Đó, có nghĩa transition boy đó là cái thời điểm chuyển qua cái scene tiếp theo thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà cái hiệu ứng chuyển cảnh của chúng ta bao hết màn hình. Sau khi mà các bạn đã cài xong thì khi các bạn chuyển scene thì nó sẽ có hiệu ứng chuyển cảnh như thế. Còn bây giờ thì bye bye nha. À quên, nhớ like và follow nha.